Alo quý anh chị, thì từ bữa khai trương công ty giờ có nhiều quý anh chị hỏi mình là có bộ máy Trung Quốc nào mà nó hơi xịn xịn chút xíu không? Bự á, bự. Giờ là mấy bữa nay là Casadio đang bị đứt hàng nên là quý anh chị đi tìm những con máy bự như vậy nè, đó. Mà giá rẻ. Đây, con này bự rẻ luôn này quý anh chị. Đây là thương hiệu Delicato rồi đó, có Cato luôn hướng dẫn nè, máy China đây. Này nó có tặng theo cái ron kèm luôn ha, hai tay nắm đầy đủ, nồi hơi 5 tới 6 lít này. Và thứ hai có điều chỉnh được nhiệt độ nha, có đồng hồ là biết rồi, điều chỉnh nhiệt độ trên bàn phím luôn. Máy móc rồi chức năng là chuẩn chỉ nha quý anh chị, nó có sẵn luôn đây. Và thằng này nó hay cái nè, nó hay cái chỗ này nha, nó có cái khay cúp cao, mà có cái cây này cũng có cái khay đó là chả vấn đề gì. Nồi hơi thì bự 6 lít rồi, bàn phím đây nhấn nhấn bàn phím này nhìn giống si me con si me của Đức á, bỏ lộn si me của Ý chứ hả, si me của Ý á. Đây nước sôi rồi chuẩn chỉ ha, đây nguyên bộ này, hai đồng hồ luôn, có hai đồng hồ. Nói chung là khung sát to to vật vã, khung này to ốc yết rồi to. Trung Quốc thì nó hay cái là máy to, máy nào cũng to đó quý anh chị, to lắm. Đây máy to màu đen, màu đen đây, nguyên bộ đi cho GX này luôn là ngon. 36 cành đào nha quý anh chị, tặng 8 món phụ kiện 2 kg cà phê, giao hàng lắp đặt miễn phí tận nơi, bảo hành.